Đây là một cái khách sạn các bạn, rất là lớn, to lớn nha. Là cái một khách sạn này để mình vô để quay phim cho những người cô dâu đây, chúng ta đi. Thì các bạn vô cho mình coi quay mình nha, coi mình nha, coi quay như thế nào các bạn. Khách sạn này 5 sao nha. Đang đi quay phim trong nhà hàng 5 sao nè, cái này là 5 sao nha. 5 sao nghe. Ừ, mấy anh em mình 4 người lận, hai người kia quay kìa, người máy đây nè, không? Đồ nghệ đây, ok. Máy kia kia cầm này. Ok, giờ đi quay nữa, đó nhà hàng xong rất là đẹp. À, đây cô dâu thiết nghệ các bạn. Đây, bà chụp tình. Thợ cái máy phim của mình đây. Cái thợ máy phim nè. Một cái chỗ các bạn khách sạn sạn 5 sao nè. Chụp anh đó. Lì xì, đó, kỹ thuật lì xì. Này cái giống Việt Nam quá hả? Còn ai nữa? Mũi dí đâu, mũi dí đâu? Để kêu dí. Ở quay phim ngồi ăn kìa. Ê tao quay phim ngồi ăn kìa. Đây một đám của mình quay phim đây 4 người các bạn. Ba mình là 4 người đây. Bên của đàn cô dâu. Ok, ăn miếng đi rồi đi quay nữa. Ai da, luôn đẹp các bạn. Đây mình đang chụp hình quay phim. Những người quay phim của mình nè. À, đây nè, thấy không? Người quay phim của mình đây. Chị rể, chú rể, chú dâu. Dạ. Bây giờ làm một cái action gì đó. Cho thằng chú rể, cho ba ba, ba làm cho vui á. Something. Đó, bây giờ đang chỉ mấy người này như thế action như thế nào. Yeah. Thấy không? Đó, action. Yeah. Whoa, man, yeah. Nice, man. Yeah, yeah, yeah. Blow, blow, blow. I don't know. Nice. This is marking your face. Blow, blow. Give him thumbs up. Yeah. Yeah. Blow, blow that. Damn. Okay. Damn. Why don't you fix your nails before this? That's what I just said, bro. Hey, you know what? You know what? Oh, bên đây cảnh các bạn thấy đẹp không? Quá trời đẹp. Không, người dâu bên này nè. Thấy không, người dâu bên này nè. À, thấy không? Bây giờ đang chụp hình cảnh. Bây giờ ngồi đi tới khách sạn lắm.
Ồ, đâu sao mà vậy đẹp các bạn thấy không? Quá trời đẹp. Đẹp không? Đây is downtown, downtown. Đấy các bạn, ngồi mình đang thấy không? Đi vòng vòng đây nè đó. Ba tiếng mà 3 giờ chạy xe lên đây. Mà mình đi rồi.